tay chứ sao không
Không biết gì đã xảy ra với cái này luôn. Thăng lên sao? Thăng lên anh cột. Thăng hết rồi, nó cạn rồi. Giờ giờ bạn có cần lấy dây lớn và cột giữa sự dây lớn lên thằng qua cái cây tràm bên này, còn phải thì chặn lại cái thùng nước này nó như thế này. Dây lớn này chia làm hai.
nó quăng, nó quăng vô cái ghê chứ. Liên hệ với chú Đức. Dạ, liên hệ với chú Đức. Dạ.
chi này. Bụng chi. Cái này cái này cái thằng chắc 50. Dạ. Dài như dài này nếu mà liền luôn đó là được 8.2. À. Từ đây lên đó là 4.4 cây mấy đó, chia đều làm 2 luôn. Kính được 50. Đường kính 50. 50 là ở giữa nha. Dạ. Còn ở dưới này thì nếu mà đo nó ăn gian cả mét đó. Đo ăn gian cả mét. Rồi nó giờ nó bao ra hết cả mét. Rồi chào bà bánh các chào bà con mình nhé, bà con mình khỏe rồi tiếp tục cái khác nữa. Dạ. Thôi cảm ơn bác nhé. Dạ. Cái này cũng có mấy người hỏi rồi, nó ta chưa được giá lỗi rồi nữa, chưa được giá thì nó ta chưa bán. Được giá thì bán luôn. Ủa, không? Rồi. Ở đây địa chỉ là xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên kia là ấp 12. Yeah.